Màu xám của đá. Màu nâu vàng của tầng đất. Cùng màu thời gian phủ bóng trên những mái ngói âm dương. Nhà trình tường của người Mông, nơi miền núi cao Hà Giang bao đời nay, bền bỉ vượt nắng mưa, làm nên nét đẹp nguyên sơ, mộc mạc nhưng cũng thơ mộng hiếm có cho vùng cao nguyên đá. Người ta yêu Hà Giang bởi nhiều lẽ. Đầu tiên có lẽ luôn là những con đường như những dải lụa mềm mại men theo sườn núi, giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Cái cảm xúc ấy ập đến, gây choáng ngợp, vì thấy mình sao quá đỗi nhỏ bé trước thiên nhiên, rồi lại thấy lòng mình chợt mềm đi khi bắt gặp những bản làng của đồng bào dân tộc Mông treo leo trên đỉnh núi cao. Đó là sự hòa quyện về màu sắc, về hình khối giữa những ngôi nhà trình tường có kiến trúc độc đáo với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ, khiến bất cứ ai đi qua đều phải dừng bước. Dựa lưng vào núi, những ngôi nhà trình tường của người Mông quây quần bên nhau. Có bản chỉ có vài nóc nhà, có bản chỉ có một dòng họ hoặc nhiều dòng họ chung sống. Từ xa, những mái nhà âm dương phủ màu rêu phong lẫn giữa màu xanh đại ngàn như một chỉ dấu cho thấy, dù trải qua hàng trăm năm thay đổi, thì người Mông với văn hóa và lối sống riêng độc đáo vẫn cố gắng gìn giữ những thứ thuộc về dân tộc mình. Tuy chọn sống trên núi cao, nhưng người Mông luôn chọn địa điểm xây nhà ở những nơi cao giáo, khuất gió, gần nguồn nước và nương rẫy để tiện cho sinh hoạt và sản xuất. Trải qua biết bao thế hệ, nhưng cho đến giờ, con cháu người Mông vẫn tôn trọng kỹ thuật xây dựng nhà trình tường mà tổ tiên để lại. Điểm đặc biệt của những căn nhà trình tường là đều được làm từ những vật liệu có sẵn trong môi trường sống như đất, đá, gỗ. Phần tường được làm hoàn toàn bằng đất. Để trình tường nhà, người dân nơi đây phải chọn lọc đất rất kỹ, loại bỏ sạch rễ cây, đá to, cỏ rác. Khi tiến hành trình tường, người ta huy động vài chục thanh niên trai tráng trong làng đến giúp. Mỗi người một chân một tay, ai giỏi việc nào thì dễ nhận công việc đó. Trộn đất thì mình cứ trộn theo thủ công, đất là phải đất sét chứ không phải đất pha cát hay là đất pha sỏi. Đất trước khi đưa vào sử dụng thì là mình cũng phải qua 3 công đoạn. Một là khai thác, hai là phải nghiền cho nhỏ mịn đi, xong bắt đầu là mình sẽ phải trộn thêm một số chất phụ gia vào để mà mình cho máy, xong bắt đầu là mình đưa lên tường rồi. Tuy giờ đã có máy móc hỗ trợ phần nào trong quá trình xây dựng, nhưng không vì thế mà công việc trình tường nhà bớt đi sự công phu và khắt khe. Trong đó có quy định người lạ không được vào khu vực nhà đang trình tường, nhất là phụ nữ. Với đôi bàn tay khỏe mạnh, khéo léo và điêu luyện của những người đàn ông Mông, những bức tường dần hiện lên một cách chắc chắn, bằng phẳng, vuông vức. Những cái kỹ thuật đấy thì mình nắm bắt được từ
ông bà từ mọi người ở địa phương ở đây thì người ta là đều gắn bó mấy công việc như vậy, thì mình cũng tiếp xúc từ nhỏ thì mình dần dần nó cũng quen tay mà. Một nét độc đáo nữa làm nên vẻ riêng có của những ngôi nhà truyền thống của người Mông là những hàng rào đá. Thật khó tin vì từ những hòn đá với đủ hình dạng kích thước khác nhau, không cần gọt rũa hay có chất kết dính mà người Mông có thể tạo nên những bức tường đá kiên cố, thách thức thời gian. Bằng kỹ thuật xếp đá tài tình, tỉ mỉ, viên này chồng, lèn lên viên kia, khít đều chằn chặn, người Mông có thể mất hàng tháng trời để hoàn chỉnh những hàng rào đá xung quanh nhà mình. Những viên đá vốn lạnh lẽo, gồ ghề, góc cạnh bỗng chốc biến thành những hàng rào đá uốn lượn mềm mại ôm lấy căn nhà. Tùy diện tích mỗi nhà mà hàng rào đá có chiều cao và chiều rộng khác nhau, nhưng tuân theo quy tắc, phần chân hàng rào xếp to và nhỏ dần về phía trên. Việc xếp hàng rào đá còn là một trong ba tiêu chí đánh giá sự trưởng thành của người đàn ông Mông. Con trai 3 đến 4 tuổi đã biết đi lấy đá về xếp góc vườn. 9 đến 10 tuổi đã được dạy cách chọn đá và xếp đá. Nhìn hàng rào đá, biết người đàn ông gia đình đó có khéo tay, có chăm chỉ hay không. Căn nhà này là của anh Vàng Mỹ Hồng ở thôn Lao Sa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Hồng có may mắn hơn chúng bạn là được đi học đàng hoàng. Vượt qua những dãy núi tai mèo nhọn hoắt của cao nguyên đá Đồng Văn, Hồng xuống đồng bằng theo học đại học, đeo đuổi những giấc mơ rồi về quê lập nghiệp. Trong khi không ít nhà trình tường khác ở đây được bà con tây hết bằng mái fibro xi măng cho bền, thì Hồng bằng mọi cách vẫn giữ nguyên bản căn nhà mà ông bà cha mẹ anh để lại. Cuộc nói chuyện của chúng tôi với Hồng bên hiên nhà se lạnh vào một sáng mùa hè khiến chúng tôi hiểu nhiều hơn về ngôi nhà trình tường của người Mông, về những quan niệm đời sống văn hóa của một dân tộc sống trên đỉnh núi cao. Hồng ơi, mình phát hiện ra là thời tiết ở Đồng Văn rất là lạ. Khi mà ngoài trời thì đang rất là nắng, nhưng mà bọn mình vẫn phải mặc áo khoác vì vẫn có cái cảm giác lạnh. Vì khí hậu ở trên này rất lạnh, vì thế mà nhiều người rất là không quen thôi. Còn họ em mà quen ở đây thì không cần phải mặc áo khoác cũng được. Không biết là cái điều kiện khí hậu có phần khắc nghiệt như thế này của Đồng Văn có phải là một trong những cái yếu tố để những ngôi nhà trình tường ra đời không ạ? Đó chính là một phần lý do để làm cái trình tường. Vì cái trình tường này có tác dụng để điều hòa được cái không khí, nhiệt độ và thời tiết. Mùa đông tới thì nó sẽ giữ ấm, mùa hè tới giữ mát. Thế còn kích thước của mỗi ngôi nhà này thì các bạn có một cái quy chuẩn, có một cái quy định cho mỗi ngôi nhà trình tường to bé không? Có một số nhà làm theo chuẩn, nhưng mà nếu người ta làm kết nối hai nhà lại với nhau thì cũng được, nhưng mà phải làm theo một cái quy chuẩn của khi thời ông bà phát minh ra. Nhà lúc nào thì quy định cũng phải ba gian, nhưng mà nếu nghèo quá không làm được một gian cũng được. Mùa hè mát mẻ và mùa đông ấm áp, những ngôi nhà trình tường suốt bốn mùa đã che chở cho đồng bào Mông chống chọi lại khí hậu khắc nghiệt trên cao nguyên đá. Dù to hay nhỏ, nhà của người Mông thường có ba gian. Gian bên trái dùng để đặt bếp nấu và buồng ngủ của vợ chồng gia chủ. Gian bên phải dùng để đặt bếp sưởi và giường ngủ của khách.
Gian giữa thường để bàn thờ tổ tiên, đồng thời cũng là nơi tiếp khách ăn uống cho dòng họ, gia đình. Phía trên là gác để cất giữ đồ đạc, lương thực, thực phẩm. Ngoài cửa chính còn có thêm cửa sổ và cửa phụ để lấy không khí và ánh sáng. Tất cả cửa chính và cửa phụ đều phải mở vào trong chứ không được hướng ra ngoài. Thế còn bên trong không gian của ngôi nhà thì sẽ được các bạn bài trí như thế nào? Đối với một gia đình của một người Mông bao giờ cũng phải có hai cái bếp. Một bếp to, một bếp nhỏ. Và bếp to bao giờ phải chia ra hai ngăn, hai bếp, là hai ngăn riêng biệt. Chứ không thể làm đầu răng vì cái gì nó phải đi đôi có cặp. Và hai cái bếp này đều có linh tính và linh hồn. Riêng cái bếp to là khi mình có nhóm hoặc làm cái gì đó không được chọc, không được vỗ. Chỉ được cho củi vào và nhóm bình thường chứ không được chọc. Vì nó có linh tính. Thường thường thì bế là đặt trước gọi là mặt trời mọc. Bếp to thì sẽ đặt bên mặt trời lặn. Như bạn chia sẻ thì là Nguyên Hạnh có thể hiểu rằng là bếp nhỏ này thì sẽ được đặt theo hướng mặt trời mọc, tức là hướng đông, và bếp lớn sẽ là đặt theo hướng mặt trời lặn là hướng tây. Mỗi một tộc người có một cái tục lệ, một cái tín ngưỡng riêng. Đấy, họ vàng thì kiêng kỵ rất nhiều thứ. Phụ nữ không được lấy gác, ông không được vào buồn của dâu, con dâu không được bùa vào của ông nội. Những ngôi nhà trình tường ở cao nguyên đá càng trở nên bền đẹp khi được phủ lên bằng mái ngói âm dương. Ngói được lợp một hàng sấp, một hàng ngửa, chồng lên nhau với một mật độ dày đặc cho nước thoát xuống rãnh. Cùng với tầng đất, mái ngói âm dương cũng góp phần đem lại sự ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè cho người dân nơi đây. Được biết, để xây dựng một căn nhà trình tường tốn khá nhiều thời gian. Thêm vào đó, vật liệu làm nhà trình tường phải là đất sét, đòi hỏi người xây phải có kỹ thuật và cần nhiều gỗ. Trong khi đó hiện nay, vật liệu để xây dựng được một căn nhà trình tường ngày càng khan hiếm. Vì vậy, không nhiều người dân có đủ điều kiện để làm nhà trình tường, nên họ chọn xây nhà gạch để ổn định cuộc sống. Điều này cũng đặt ra không ít băn khoăn cho việc bảo tồn nét văn hóa, kiến trúc đặc sắc của cao nguyên đá Đồng Văn. Tính cả trên địa bàn xã thì bây giờ còn tầm khoảng hơn 300 ngôi nhà là vẫn giữ bằng cái mái âm dương và chỉnh tường. Có thể có nhà người ta thay đổi tường bằng cái gài bi và cái, nhưng mà vẫn là tiếp tục tuyên truyền là cái mái phải giữ được cái mái âm dương. Dù có nhiều lần đến thăm Hà Giang, thăm cao nguyên đá Đồng Văn, thì vẫn chưa hết bất ngờ với đất và người nơi đây. Rồi có lúc dừng chân dưới mái nhà của một ngôi nhà trình tường ven đường, ngắm bọn nhỏ chơi đùa vô tư lự, thấy cuộc sống này mới đơn giản và hạnh phúc làm sao. Bảo tồn, gìn giữ nhà trình tường, hàng rào đá với những cây mận, cây đào xanh lá cũng chính là bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, giữ được sức hấp dẫn riêng có đối với du khách trong hành trình khám phá vùng đất còn rất nhiều điều bí ẩn này.